Thưa quý khán giả, cán bộ công chức xin thôi việc, nghỉ việc không phải là câu chuyện mới. Thế nhưng vấn đề này chỉ càng gần đây lại khiến dư luận hết sức quan tâm bởi hiện tượng trời công sang tư của cán bộ công chức, viên chức đang có xu hướng tăng lên. Chủ cười gọi đây là làn sóng. Trên báo Vietnamnet có đưa ra số liệu trong hơn một năm qua thì có gần 10.000 cán bộ nhân viên y tế bỏ việc. Rất nhiều người trong số này từ bỏ các cơ sở khám chữa bệnh công lập để đến các bệnh viện tư, phòng khám tư và có mong ước là có thể tự mở cho mình một phòng khám. Ngoài vấn đề thu nhập thì còn cả những quyền dân khác. Khi ở bệnh viện tư, mọi thứ đều hiện đại. Trên báo VTC có đưa ra số liệu từ Bộ Y tế ghi nhận trong hôm qua có hơn 1.800 ca mắc COVID-19, gần 5.200 bệnh nhân khỏi bệnh, số ca bệnh nhân nặng tiếp tục tăng. Còn trên báo Thanh Niên thì số liệu công bố về số ca mắc hàng ngày của Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cả số ca mắc mới và tăng nặng trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng mỗi ngày. Do đó, để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế chủ động rà soát nguồn lực để sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh tiếp tục có diễn biến theo chiều hướng xấu, kích hoạt ngay bệnh viện dã chiến khi cần. Lần đầu tiên sau nhiều tháng qua, Việt Nam lại được xếp vào danh sách các quốc gia có số ca mắc mới cao nhất chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc, theo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới. Một vấn đề liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19. Báo VTC cho biết hiện còn khoảng 14 triệu mũi vaccine COVID-19 chưa được cập nhật lên hệ thống và hơn 15 triệu đối tượng sai thông tin. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế khẩn trương cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm chủng một cách nhanh nhất. Thưa quý khán giả, theo nghị quyết số 45 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ, tại Cần Thơ sẽ xây dựng trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản đồng bằng sông Cửu Long. Vị trí quy hoạch xây dựng trung tâm này thì nằm ven theo trục quốc lộ 91B, đoạn từ giao với đường đổi Cách mạng tháng 8 đến giao đường tỉnh 922 thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, với diện tích là 3.300 ha. Trong quá trình này sẽ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc là cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong trung tâm. Trước mắt là đảm bảo tái định cư cho hơn 4.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Những ngày qua, hàng loạt xà lan neo đậu dày đặc trên sông Tiền thuộc địa phận của hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp để chở cát. Sau khi chính quyền hai tỉnh siết chặt quản lý về nguồn cát, mà nhất là việc kiểm tra giấy tờ, địa chỉ, nguồn cung. Một chủ doanh nghiệp tại An Giang đang khai thác cát trên sông Hậu cho biết, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang không cho doanh nghiệp bán cát ra ngoài tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ghi rõ trong giấy phép là cát này sẽ đi về đâu, phục vụ dự án nào. Ông Nguyễn Hữu Phước, tổng giám đốc công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp cho biết, nơi chỉ có 17 giấy phép khai thác cát trên hai nhánh sông Tiền và sông Hậu với trữ lượng khai thác trên 5.400.000 mét khối một năm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị khai thác gần 4 triệu mét khối cát, phục vụ các công trình trọng điểm trong và ngoài tỉnh. Hiện chiều xà lan neo đậu tại sông Tiền là do chờ tài vận chuyển cát. Giá cát được bán tại mỏ 60.000 đồng một mét khối. Bất kỳ hành vi nào trái quy tắc giao thông đều để lại hậu quả nặng nề. Như những ngày qua, sự việc hai học viên nữ chạy xe tập lái ở khu dân cư thuộc xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định gây tai nạn khiến cho bé gái 3 tuổi tử vong, làm cho nhiều người xót xa. Đây không phải là trường hợp đầu tiên khi liên tiếp những năm qua có rất nhiều vụ việc đau lòng từ xe tập lái. Chúng tôi có tổng hợp trong vấn đề hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ tai nạn đau lòng xảy ra cách đây 3 ngày. Đang chân là cháu T, 3 tuổi, đang kỷ hè nên được mẹ đưa về nhà ông bà ngoại ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chơi. Khi đang được chị họ chở trên chiếc xe đạp di chuyển trên tuyến đường của khu dân cư, thì một chiếc ô tô 4 chỗ đi cùng chiều từ phía sau đâm vào đuôi xe, khiến hai cháu ngã ra đường. Cháu lớn thấy vậy nên chạy vội lên chiếc hè để tránh,
Chiếc ô tô lúc này vẫn tiếp tục di chuyển khiến cháu Tê tử vong. Ông Vũ Thế Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thành cho biết, chiếc xe gây tai nạn là xe dành cho học viên tập lái của trường trung cấp Đại Lâm. Qua xác minh, thời điểm xảy ra sự cố, thầy dạy lái xe đi ra ngoài ngồi uống nước. Trong xe chỉ có hai nữ học viên, đều là những người đang học lái xe. Sau khi gây tai nạn, lái xe khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu và trình diện với cơ quan chức năng. Cách đây khoảng 10 ngày, xe tập lái cũng chính là thủ phạm gây nên vụ tai nạn giao thông ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin ban đầu, xe ô tô của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Đặng Lâm, trụ sở tại thành phố Bà Rịa. Trong lúc đang quay đầu chuyển hướng xảy ra va chạm với xe ba gác chở cây gỗ đi hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến tài xế lái xe ba gác bị thương ở vùng tay, được hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Người phụ xe đi cùng ngã ra khỏi xe tử vong tại chỗ. Trước đó, trên địa bàn tỉnh An Giang cũng xảy ra vụ việc tương tự. Ô tô tập lái do Trần Trường Giang sinh năm 2001, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới điều khiển. Có thầy ngồi kế giáo viên, lưu thông theo hướng Châu Đốc về Long Xuyên. Khi đến khu vực khóm Bình Đức Năm thì va chạm với mô tô do Phạm Văn Chi sinh năm 1974 ở huyện Châu Phú điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, anh Chi tử vong trên đường đi cấp cứu, hai xe hư hỏng nặng. Qua những vụ tai nạn xảy ra gây hậu quả nặng nề, thiệt hại về người và tài sản, xe tập lái giờ đây trở thành nỗi ám ảnh đối với người đi đường. Khi tham gia giao thông, ngoài hạn chế về kinh nghiệm lái xe, thì nhiều học viên tập lái còn thấy lo lắng bởi những yếu tố kỹ thuật trên xe. Nhiều người chia sẻ rằng họ gây tai nạn khi tự chưng xe bất thắng, ngay cả thắng phụ của giáo viên cũng không còn hiệu lực. Một cuộc tranh luận đang nổ ra về việc lỗi do ai hoặc kiện ai khi ô tô tập lái gây tai nạn nghiêm trọng. Theo luật sư Khương Tân Phương, trưởng văn phòng luật sư Thuận Nam, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đây là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong. Các câu hỏi cần được làm rõ là xe tập lái đáp ứng đủ tiêu chuẩn hay chưa? Học viên thực tập đủ số buổi trên sân tập trước khi lái xe ra đường? Giáo viên dạy thực hành có hay không có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc để có căn cứ xác định lỗi của giáo viên, học viên và hậu quả của vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 1, điều 58, Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái. Trong trường hợp cụ thể, xe tập lái gây tai nạn làm bé gái 3 tuổi tử vong, có thể nhận thấy giáo viên vi phạm quy định về đào tạo lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển khi không có mình trên xe. Vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, vi phạm quy định về đào tạo và sát hạch lái xe của Bộ Giao thông Vận tải, có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn với học viên không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, khi không có giáo viên bảo trợ tay lái mà vẫn điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn giao thông, có thể bị xử lý hình sự về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đồng quan điểm, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, Luật Giao thông đường bộ quy định cơ sở đào tạo lái xe là loại hình cơ sở dạy nghề, phải có đủ điều kiện về lớp học, sân tập lái, xe tập lái, đồ cũ giáo viên, giáo trình, giáo án và phải được cấp giấy phép theo quy định. Đối chiếu theo quy định pháp luật, học viên điều khiển phương tiện khi không có giáo viên bảo trợ là vi phạm quy định tại điều 58 Luật Giao thông đường bộ. Còn giáo viên giao xe cho học viên không đủ điều kiện điều khiển để tham gia giao thông đường bộ cũng vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ. Hành vi gây hậu quả chết người nên cả giáo viên và học viên cùng phải chịu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm sẽ liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, chi phí mai táng. Việc bồi thường thiệt hại cho hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. Thưa quý khán giả, vườn nho nhập ngoại với hơn 1.000 gốc ở Đông Anh, Hà Nội đang đến mùa thu hoạch, thu hút hàng trăm du khách với đa dạng lứa tuổi đến tham quan, trải nghiệm hái nho tại vườn.
Ai cũng thích thú khi mà được tự tay hái những chùm nho chín mọng giữa lòng Hà Nội. Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 cây số, vườn nho Jimmy Farm đó là địa điểm thú vị giúp nhiều du khách được trải nghiệm hái nho tươi mà không cần đi du lịch ở Ninh Thuận xa xôi. Với hơn 1.000 gốc nho nhập ngoại đang cho thu hoạch, mô hình tham quan hái nho tại vườn nhận được sự quan tâm của nhiều người dân Hà Nội. Trồng để bán mà giờ đây những vườn nho còn là điểm thu hút khách du lịch. Dịch vụ phát triển giúp những người trồng nho ở nông trại kiếm thêm thu nhập, phát triển kinh tế. Đây là mô hình kinh doanh nông nghiệp mới mang lại nguồn thu lớn cho nông dân. Một cuộc triển lãm đặc biệt với chủ đề Việt Nam ước mong quy tụ tác phẩm tranh của các tác giả không chuyên là trẻ mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ khuyết tật yếu thế trên khắp các tỉnh thành trong cả nước vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và kéo dài đến hết tháng 8 này. Triển lãm tranh Việt Nam ước mong gồm hơn 400 bức vẽ được tuyển chọn từ 2.300 tác phẩm dự thi của hơn 1.000 trẻ em yếu thế, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi do Covid-19 từ 45 tỉnh thành trên cả nước. Các tác phẩm được trưng bày tại hai ngôi chùa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh là chùa Giác Ngộ và chùa Vĩnh Nghiêm. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được kể thông qua ngôn ngữ hội họa của các em nhỏ mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, tự kỷ, trẻ mồ côi. Các bức vẽ mang đầy màu sắc với nhiều chủ đề như chung tay phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ môi trường, hạnh phúc gia đình, giúp người xem là các em thiếu nhi, các bậc phụ huynh hiểu hơn về cuộc sống nội tâm, ước mơ của trẻ em nói chung và trẻ em yếu thế nói riêng. Qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn gửi thông điệp đến cộng đồng sẽ dành sự quan tâm, lắng nghe, chăm sóc bảo vệ trẻ em, kể cả về vật chất lẫn tinh thần, đối với nhóm trẻ em yếu thế, góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai của đất nước.